Bài số 16 nhé. Đây là một cái bài được lấy từ đề thi học sinh giỏi của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2018-19 đấy. Xác định m để đồ thị của hàm bậc 4 trùng phương là x mũ 4 trừ 4 nhân m trừ 1 x bình cộng với 2m trừ 1 có 3 điểm cực trị, và 3 điểm này ta tạo thành 3 đỉnh của một cái tam giác đều. Để chúng ta nhớ là hàm bậc 4 trùng phương thì nó có một cái đặc tính là hoặc là nó chỉ có một cực trị hoặc là nó có 3 cực trị chứ không có 2 nhé. Tức là chỉ có y phẩy nó đổi dấu một lần hoặc y phẩy nó đổi dấu 3 lần chứ nó không đổi dấu 2 lần, tương ứng là hàm có một hoặc là 3 cực trị. Và nhớ thêm nữa, đây là hàm số chẵn, tức là đồ thị của nó đối xứng với nhau qua trục OY, đúng không? Đấy. Thế thì muốn cho 3 cực trị lập thành một cái tam giác đều thì chúng ta hãy cứ tìm cái điều kiện để cho nó có 3 cực trị trước đã, sau đó với ràng buộc thêm cái điều kiện là tam giác đó phải đều sau, như thế nó sẽ tiện hơn. Từ y đây chúng ta sẽ có y phải bằng 4 x xỉ mũ 3 trừ 8 nhân với m trừ 1 nhân với x xỉ. Cho y phải bằng 0 thì chúng ta đặt 4x ra ngoài trong khoảng gì? Trong khoảng x xỉ bình phương trừ đi 2 nhân với m trừ 1. Đấy, bằng 0. Thế vậy thì phương trình này sẽ được viết thành gì? X xỉ bằng 0 và x xỉ bình bằng 2 nhân với m trừ 1. Để cho phương trình y phải có ba nghiệm, thế thì nó đã có chắc chắn là một nghiệm x bằng 0 rồi. Vậy bây giờ muốn cho nó có ba nghiệm phân biệt thì cái phương trình này x bình bằng 2 nhân với m trừ 1 này phải có hai nghiệm phân biệt, và hai nghiệm đó phải khác không? Thì chúng ta nhận thấy điều kiện là chỉ cần cho cái 2 nhân với m trừ 1 nó dương thôi, vì x bình đang một số dương nào đó, ví dụ dương 4 chẳng hạn, thì x sẽ bằng trừ 2 và cộng 2, đúng không? Ừ. Cho nên là ta bảo là để y phẩy bằng 0 có gì? Có ba nghiệm phân biệt. Có ba nghiệm phân biệt thì ta suy ra là chỉ cần m trừ 1 nó lớn hơn 0 hay là m lớn hơn 1 nhằm cho cái phương trình này nó có hai nghiệm phân biệt. Đấy. Và chắc chắn là khi m lớn hơn 1, tức là bên phải là lớn hơn 0 thì chắc chắn là cái phương trình này có hai nghiệm phân biệt, và không những thế nó còn khác không nữa. Đấy, thế là chúng ta có cái điều kiện là m trừ 1 à, m lớn hơn 1 là hàm có ba cực trị nhé. Đấy, suy ra m lớn hơn 1 thì hàm có ba cực trị. Bây giờ để ba cái điểm cực trị đó lập thành một cái tam giác này thì tam giác đều thì chúng ta nhớ này, đây là cái hình dạng của cái đồ thị hàm bậc 4 trùng phương. Đây là cực trị thứ nhất, điểm cực đại này ứng với x bằng 0, và hai cái còn lại đây, điểm này và điểm này, đấy, cái tam giác đây chắc chắn nó là tam giác cân. Ta gọi cái điểm cực trị đó là ABC, chắc chắn tam giác cân. Vì vì sao? B với C đối xứng với nhau qua trục cột OY, trong khi đó thằng A lại nằm trên trục OY. Đấy, tam giác ABC cân được A rồi. Vậy bây giờ muốn nó đều thì sao? Tam giác từ chuyển từ tam giác cân tam giác đều thì có nhiều nhiều, nhiều có nhiều cách. Chúng ta cho cạnh AB dài bằng cạnh BC, hoặc là đường cao của nó là AH đây, thì chúng ta cho AH bằng căn 3 trên 2 so với BC. Đấy là cái đặc tính của tam giác đều mà. Đấy. Cái phương trình y phải bằng 0 nó sẽ có các nghiệm là x xỉ bằng 0, x bình bằng 2 nhân căn nhân với m trừ 1 thì ta được x bằng căn bậc 2 của 2 nhân với m trừ 1, hoặc x bằng trừ căn bậc 2 của 2 nhân với m trừ 1. Được chưa? Đấy. Nếu vậy thì chúng ta suy ra toàn bộ các trị là điểm cực đại là A, có tốc độ là 0, phải độ là 0 và tung độ sẽ là 2 m trừ 1. Điểm cực trị B sẽ có hoành độ là căn bậc 2 của 2 nhân với m trừ 1, đúng không? Còn tung độ của nó bao nhiêu? Chúng ta tính ra đây, 2 nhân với căn bậc 2 mũ 4 nó lên thì mất cái căn này đi để xong, nó thành 2 nhân với m trừ 1 này, tất cả bình này trừ đi 4 này nhân với m
trừ 1 này nhân với x bình, tức là nhân với cái này bình, nên thì thành 2 nhân với m trừ 1 này. Đúng không? Cộng với 2m trừ 1 nữa. Ta đang nháp ra nhá. Thì ở đây ta có là 4 m trừ 1 bình để trừ đi mấy nhỉ? 8 m trừ 1 bình thì cuối cùng còn là trừ 4 nhân với m trừ 1, tức là bình đây trừ 4 nhân với m bình. Đúng không? Trừ đi 2m cộng 1 cộng thêm 2m trừ 1 nữa. Thì là trừ 4m bình cộng với 8m trừ 4 cộng 2m trừ 1, hay ta rút gọn là trừ 4m bình cộng với 10m trừ 5. Tung độ cũng là trừ 4m bình cộng với 10m trừ 5. Và điểm cực đại thứ 3, à điểm cực cực trị thứ 3 là điểm C. Khoảnh độ là trừ căn bậc 2 của 2 nhân với m trừ 1. Còn tung độ thì cũng giống như tung độ điểm B thôi, thì hai thằng này đối xứng với nhau qua trục OY, và tung độ cũng là trừ 4m bình cộng với 10m trừ 5. Đúng chưa? Đấy, ta muốn cho nó là tam giác đều à? Thì ta có thể định cách tính cạnh A, B được không nhỉ? Tính cạnh AB cũng được, nhưng ta thay vào công thức sẽ hơi mệt đây. Hay là thế này đi, chúng ta cho tính chiều dài AH rồi tính chiều dài BC. BC thì bằng cái gì? BC thì hoành độ của nó như nhau mà, à xin lỗi, tung độ của nó như nhau mà, cho nên là chỉ bằng hiệu hai cái hoành độ này thôi. Thì bằng lấy cái đây, nếu viết như thế này thì có nghĩa là B, điểm B ở phía bên này đúng, điểm C ở phía bên này, B có hoành độ dương, thì chúng ta chỉ lấy của cái này trừ đi hoành độ của B trừ hoành độ của C thôi. BC chỉ bằng XB trừ XC, cho nên là BC ta có bằng XB trừ XC và bằng đây, hai cái này trừ đi cho nhau thì thành 2 nhân với căn bậc 2 của 2 nhân với m trừ 1. Đấy là chiều dài của BC. Bây giờ chúng ta tính cái AH. AH thì bằng cái gì? Nó chính bằng tung độ của điểm A trừ tung độ điểm H. Tung độ điểm A thì đã biết rồi, 2m trừ 1. Đấy. Y của A trừ y của H. Và tung độ của điểm A là 2m trừ 1 đã biết. Còn tung độ của điểm H, tung độ của điểm H thì nó lại đúng bằng tung độ của điểm B và cũng bằng tung độ điểm C. Đấy, thì ta sẽ trừ đi cái đoạn này thì sẽ thành cộng với 4m bình trừ đi 10m trừ đi trừ thành cộng 5. Hay viết gọn nó lại thành 4m bình trừ đi 12m cộng với 4. Được chưa? Đấy. Thế thì để cho nó thành tam giác đều, chúng ta sẽ lại cho ta biết là nếu nó thành tam giác đều thì AH sẽ bằng tam giác ABC đều, thì suy ra AH bằng căn 3 trên 2 so với BC. Đấy. AH đâu? AH là 4m bình trừ 12m trừ 4 bằng căn 3 trên 2 so với BC đâu? BC đây, nhân với 2 căn bậc 2 của 2 nhân với m trừ 1. 2 với 2 ta hết đi. Đúng không? Xử lý cái phương trình này cũng hơi chết mệt đấy nhỉ. 4 mà mình gặp 4 ở ngoài thì trong còn 4 ở ngoài trong còn m mình trừ đi 3 m. Trừ đi 1. Có vẻ không ổn lắm với cái, để kiểm tra lại cái con số xem. Không sao, nhưng mà giải cái phương trình này đồ bài không sao, nhưng rõ ràng là giải cái phương trình này cũng khá là mệt đấy, đúng không? Nếu mà muốn giải cái này thì chúng ta lại cái này lại nghiệm nó không có gì đặc biệt, không biết là có tính nhầm cái chỗ nào không, vẫn ra cái kết quả khá là xấu xí đấy nhá. Giải phương trình này ta sẽ ra m, đấy là một cái cách
tức là chúng ta cho AH bằng gamma trên 2. Hoặc là chúng ta cứ cho, bây giờ chúng ta cứ lấy AB với BC xem sao có dễ chịu hơn không nhỉ? Xem nào, nó có ra cái phương trình dễ giải hơn không? AB đâu? A đâu? A đây. B đâu? B đây. Ta thử xem nhé. AB sẽ bằng căn bậc 2 của tung độ điểm B chia tung độ điểm A và bình phương lên thì nó sẽ là 2 nhân với m chấm 1. Gì nữa nhỉ? 2 nhân với m chừng 1 này. Lấy cái này, mình trừ cái này bình phương lên thì là 4m bình trừ 4m bình cộng với 10m chừng 5 trừ đi 2m nữa thì cộng với trừ 4m bình này. 10m chừng 2m còn cộng với 8m này. Trừ 5 trừ đi trừ 1 thì còn trừ 4 này. Trừ 4 này. Trừ 4m bình này trừ 4m bình cộng với đây là 8 nhé, 8m đây là AB. Mình xem AB nếu có rút gọn thì gì đó không nhỉ, chỗ này nếu là trừ 4 ở ngoài. Có cái hình như có cái gì đó hay hay. 2 nhân với m trừ 1 cộng với cái chỗ này, nếu mà đặt 4 ở ngoài thì sẽ thành là, nếu là trừ 4 ở ngoài thì trừ 4 bình phương thì sẽ thành 16. Bên trong sẽ còn m bình trừ 2m cộng 1 thì nó chính là m trừ 1, đúng không? Tất cả bình phương xong lại bình phương nữa thì thành mũ 4. Đấy là AB, nhìn có vẻ xinh xinh dễ chịu nên ta thử xem. Thế còn AC thì sao? BC thì sao? Điểm B đâu? Điểm B đây, điểm C đây. Thì BC sẽ bằng hoành độ điểm tung độ điểm B trừ tung độ điểm C thì bằng không rồi. Còn bây giờ ta chỉ cần lấy hoành độ điểm B trừ hoành độ điểm C thì hai cái này trừ đi trừ thì thành cộng. Cho nên là hoành độ điểm B trừ hoành độ điểm C là 2 nhân với căn bậc 2 của m trừ 1. Thế kéo số 2 đấy. Tất cả bình. Đúng không? Có vẻ cái này dễ chịu hơn. Thì chỗ này sẽ là 4 này nhân với 2 nhân với m trừ 1 bình phương, hay rút gọn còn lại là 8 nhân với m trừ 1 bình phương. Cái này ngon hơn. Đấy. Thế nên để cho ta chắc nó đã cân rồi, bây giờ để nó đều thì chúng ta chỉ cần AB bằng BC thôi. Đấy. Cho AB là bằng BC thì ta sẽ được là hai cái này nó bằng nhau thì căn ta bỏ đi. Không còn lại 2 nhân với m trừ 1 cộng với 16 nhân với m trừ 1 mũ 4. Đấy. Cứ đúng nhỉ? Rồi. Thì bằng 8 nhân với m trừ 1 bình phương. Có nghĩa là cái phương trình này không quá khó đúng không? Ta bớt đi cho hệ số nó dễ chịu. M trừ 1 cộng với 8 nhân với m trừ 1 mũ 4 bằng 4 nhân với m trừ 1 bình. Thôi cứ để nguyên m trừ 1, chúng ta đặt đẳng phụ đi, đặt t bằng m trừ 1 đi thì ta sẽ có là, cho nó dễ nhìn đúng không? T cộng với 8 t mũ 4 thì bằng 4 t bình. Đấy, như thế này cho nó dễ nhìn. Hay là vậy thì ta chuyển vế xong đặt t ra ngoài được chứ nhỉ? T ra ngoài này, trong còn 8t mũ 3 trừ đi 4t đấy, cộng với 1 bằng 0. Đến đây thì ta được hai phương trình là t bằng 0 và 8t mũ 3 trừ 4t cộng 1 bằng 0. Dẫn đến các kiểu, cái này thì phải bấm máy tính mất rồi nhé. Các nghiệm là khá xấu nhỉ. Các nghiệm là t bằng à? T bằng 0 là 1 này.
máy tính nhé. Không biết ở đâu. À được rồi. A đây là bằng 8 này. B đây bằng trừ 4 này. C đây bằng... Ồ, nhầm mất rồi. A thì bằng 8 này. B bằng 0. C mới bằng trừ 4. D bằng 1. Nó ra nghiệm rất xấu. À, một cái là T bằng 0. Một cái là T bằng trừ 0.8. Một cái là T bằng 1/2. Một cái nữa là T bằng 0.3. Đấy. Có 4 cái T. Thì ta đã suy ra 4 cái M. M, nếu mà M trừ 1 bằng 0 thì M bằng 1. M trừ 1 bằng trừ 0.8 thì M bằng 0.2. M trừ 1 mà bằng 1/2 thì M bằng 3/2. M trừ 1 bằng 0.3 thì bằng M bằng 1.3. Đúng không? Sau đó thì mình nhớ là để cho nó có hai có y phải không có ba nghiệm phân biệt thì m phải lớn hơn 1. M vậy thì cái m bằng 1 này ta loại này. M bằng 0.2 này ta cũng loại này. M bằng 3/2 thỏa mãn này. M bằng 1/3 cũng thỏa mãn này. Vậy ta được hai cái giá trị của m là 3/2 và 1/3 nhé. Đấy là bài số cái cách làm bài số 16. Còn con số thì các em có thể cho nó chắc chắn thì các em kiểm tra lại một chút, bởi vì cái biểu thức nó lằng ngoằng như thế này, các cái tính toán nó lằng ngoằng như thế này, cũng có thể chỗ nào đó có thể sẽ tính nhầm nhá. Đấy, hơn nữa là cái bảng nó rất là chặt, thế phép tính cứ đang viết dở dang thì bị xóa, cho nên là cái nguy cơ thể bị nhầm con số nó cũng khá là cao. Nên chắc chắn nhắc lại là em chỉ khó kiểm tra lại các cái con số nhá. Đấy.